Xin chào các bạn, đây có lẽ là chiếc máy tính bảng to nhất cho tới thời điểm hiện tại mà mình đã từng thấy. Kích thước lên tới 12,2 inch, như vậy là tương đương với màn hình những chiếc laptop bình thường mà các bạn đang sử dụng. Và đây là chiếc Galaxy Note Pro 12.2 inch, mình sẽ gửi các bạn bài trên tay nhanh cái sản phẩm này. Cái đầu tiên ấy, thì thiết kế của nó thì vẫn giống với chiếc Galaxy Note 10.1. Có vẻ như là đây là một trong những cái thiết kế đẹp nhất mà Samsung đã làm ra rồi nên họ không muốn thay đổi nhiều. Đó, các bạn thấy tổng thể mặt trước sau thì đều giống với lại cái chiếc Galaxy Note 10.1 ngày trước đây của chúng ta. Vẫn là vị trí camera ở chính giữa và mặt lưng được làm giả da. Không có nhiều điều để nói về cái thiết kế này. Có một sự cải tiến so với Galaxy Note 10.1 các bạn cần phải biết. Thứ nhất đó là vị trí của cổng USB được đưa sang cạnh phải chứ không phải để ở bên dưới như ngày xưa. Và đây là chuẩn USB 3.0 giống với Galaxy Note 3, còn Note 10.1 ngày xưa chỉ là 2.0 mà thôi. Nó còn có đầy đủ khay cắm SIM và khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Hệ thống hai loa ở hai bên cũng được thiết kế giống Note 10.1. Tuy nhiên thì trong thiết kế này thì có một số điều mà mình chưa thích như là cái phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Tại sao lại như vậy thì Samsung vẫn để ở trên đỉnh này, vẫn để trên cao. Vậy vì đối với một chiếc máy tính bảng mà quá to như thế này thì thường chúng ta phải cầm theo chiều ngang. Vậy thì những phím nguồn và tăng giảm âm lượng cho mình nên để ở hai bên. Chứ để trên cao này mỗi khi mà mình muốn sử dụng ấy, mình phải bỏ một tay ra bấm lên mà máy quá nặng, thành ra là mình sẽ không giữ được cái vị trí trong tay. Nhưng mà nhìn chung là có lẽ máy tính bảng này của Samsung ấy không phải là hướng đến cái mục tiêu các bạn là sẽ cầm trên tay sử dụng một cách thường xuyên, mà đây sẽ dạng như là một chiếc tablet để các bạn để trên bàn, để trên dock để sử dụng. Đây mới là mục đích Samsung hướng đến. Thì có một số thay đổi về thiết kế. Thứ nhất là Samsung đã thay cái phím menu bằng một phím đa nhiệm. Đây chính là mục đích trong năm nay mà Samsung muốn hướng đến với những máy tính bảng của mình, đó là khả năng chạy đa nhiệm của nó. Thì toàn bộ cái phím menu chúng ta đã biến mất hoàn toàn và sử dụng phím menu cảm ứng trong từng ứng dụng riêng biệt. Còn đây là phím đa nhiệm giúp mọi người có thể chuyển nhanh giữa ứng dụng. Khả năng đa nhiệm của Samsung được cải thiện. Bây giờ khi mà các bạn muốn đa nhiệm cửa sổ trên Samsung ấy, các bạn cần vuốt từ phải qua, lập tức là sẽ ra một cái thanh ứng dụng đa nhiệm nhanh có thể bật và mở những ứng dụng này, chứ không phải nhất thiết là bấm giữ phím back như ngày xưa nữa. Bên cạnh đó thì thay vì hai ứng dụng, bây giờ Samsung có thể chạy lên đến 4 ứng dụng cùng một lúc trên màn hình của chúng ta. Đấy là lý do tại sao Samsung muốn nhấn mạnh vào khả năng đa nhiệm trên cái sản phẩm Galaxy Note Pro 12.2 inch này. Với một cái kích thước màn hình lớn như vậy thì đây rõ là một cái ưu thế của Samsung so với những sản phẩm máy tính bảng khác trên thị trường. Các bạn thấy đây. Điểm cộng tiếp theo nữa là cấu hình, nó có cải tiến một cấu hình một chút so với chiếc Galaxy Note 10.1, và cũng nhờ vậy thì mình cảm thấy là nó đã chạy nhanh hơn so với Note 10.1 đầu tiên. Có lẽ là do cái màn hình của nó độ phân giải quá cao, 2K. Vì thế nên mà cái sản phẩm này của Samsung đương nhiên phải nâng cấp cấu hình để cho nó cải thiện tốt hơn hiệu năng so với thế hệ đầu tiên. Màn hình 2K này ấy, thẳng thắn ra thì ở vị trí khoảng cách nhìn bình thường của mình thì mình không nhìn thấy răng cưa đâu, rất là mịn và đẹp. Còn trừ khi các bạn cố tình dí sát vào màn hình thì vẫn thấy được vết răng cưa trên cái biểu tượng Chrome này chẳng hạn. Biểu tượng Chrome này là hình tròn, thế nên những vết răng cưa sẽ thể hiện điểm yếu ra ngay. Đó, nhưng mà mình phải dí mắt vào thôi, chứ còn bình thường thì không sao hết. Cái giao diện mà mình muốn nói đến ở đây chính là giao diện Megazin UX. Đây là giao diện mới mà Samsung trang bị cho những máy tính bảng của mình cho năm 2014. Cái giao diện này thì vì thẳng nói ra thì một số người nói là giống Windows Phone 8 một chút, thì mình cũng phải công nhận là hơi giống thật. Chúng ta sẽ chia ra nhiều thẻ trang như này. Các bạn thấy đây, giao diện của nó được chia ra. Và chúng ta sẽ có một phần quản lý riêng những cái thẻ trang Megazin UX. Và sau đó thì chúng ta vuốt sang bên phải ngoài cùng vẫn có một giao diện home screen bình thường giống như mọi máy tính bảng khác của Samsung. Thì các bạn có thể tùy biến ở một cái giao diện này lại riêng. Đó, Samsung trang bị chúng ta rất là nhiều cái giao diện home screen cho mọi người có thể thoải mái sử dụng. Ở cái phần giao diện Megazin UX này thì chúng ta có thể tăng giảm được cái kích thước của từng cái ô vuông một. Hay ví dụ mình muốn thay đổi kích thước của cái phần này cho nó bé hơn thì mình cũng vẫn có thể làm được trên cái giao diện này. Thì Samsung linh hoạt cho người dùng có thể thay đổi vị trí của từng ô. Và đương nhiên các bạn có thể thay đổi lựa chọn, ví dụ như ở đây mình muốn đọc báo một trang này chuyên về báo chí thì mình sẽ lựa chọn những phần báo chí như là về tin tức thời sự này, thể thao hoặc là làm đẹp, thì mình sẽ lựa chọn thì lập tức nó sẽ được đưa vào đây và thay thế những ô vuông còn trống. Đó, rất là nhiều. Thì mình có một trang riêng để xem về giải trí, thì mình sẽ để nghe nhạc, xem video và xem thời tiết. Thì sau này mình xem video, mình bấm vào lập tức sẽ nhảy vào video xem luôn, hoặc là xem trực tiếp trên màn hình home screen. Và đương nhiên là điều khiển nhạc cũng sẽ làm tương tự như vậy. Samsung làm rất là tốt ở cái phần này. Đây là một cái giao diện Megazin UX mà mình đánh giá là đẹp và ấn tượng. Khi chạy ở cái giao diện này thì nó sẽ hoàn toàn full screen, mất đi thanh thông báo trạng thái trừ khi các bạn trở về giao diện chính. Các bạn thấy là thanh thông báo trạng thái mới xuất hiện trở lại ban đầu cho chúng ta. Ở đây phần thông báo trạng thái và biểu tượng trong menu thì đã sử dụng cái bộ icon mới mà các bạn vừa thấy trên Galaxy S5 ra mắt gần đây của chúng ta. Toàn bộ những cái biểu tượng này được làm mới hoàn toàn, nhưng mà biểu tượng trên giao diện home chính thì là biểu tượng của năm 2013. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn bài trên tay nhanh về chiếc Galaxy Note Pro 12.2 inch. Cảm nhận của mình là thứ nhất là máy khá là lớn, phải nói là quá lớn. Có lẽ là đối tượng Samsung hướng đến là chủ yếu là những doanh nghiệp họ sử dụng khi mà để trên bàn nhiều hơn, chứ không phải là những cái thiết bị các bạn sử dụng như kiểu là đọc báo chí. 12 inch thì nó là quá to.
Thứ hai nữa là màn hình của nó đẹp và ấn tượng, góc nhìn tốt, có lẽ là Galaxy Note 10.1 làm tốt rồi thì Samsung cũng không muốn thay đổi về màn hình. Mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Máy chúng ta sẽ có nhiều ứng dụng đặc biệt hỗ trợ cho doanh nghiệp như là e-meeting, là một ứng dụng cho phép chúng ta tổ chức những cuộc họp mọi người trong cùng một công ty, họp truyền tải file dữ liệu với nhau. Đó, rất là tiện. Đây là lý do tại sao mà mình nói ban đầu rồi, mình sẽ nói chi tiết ứng dụng này sau. Hay là ứng dụng Remote PC cho phép Galaxy Note chúng ta có thể điều khiển được máy tính để bàn, máy tính laptop từ xa thông qua cái thiết bị này. Bên cạnh đó có một ứng dụng thứ ba là cho phép truyền tải file dữ liệu trực tiếp push to push từ giữa cái laptop sang cái thiết bị máy tính bảng chúng ta luôn. Đó, đây là ba ứng dụng đặc biệt Samsung muốn nhấn mạnh vào là đối tượng là doanh nghiệp chứ không phải là người dùng bình thường. Thì mình sẽ các bạn bài đánh giá chi tiết cũng như nói về những tính năng này riêng. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè. Truy cập vào 7s.com.vn để theo dõi chi tiết mức giá của những thiết bị này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.